Don't stop. Xin chào các bạn, Top 5 đam mê khám phá. Cảm ơn các bạn đã click ra của mình. Hôm nay thì mình được một anh bạn hàng xóm rủ đi mua xe SYM Galaxy 115cc đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Hiện chiếc xe này đang được bán ở thành phố Lai Châu với giá cả đăng ký là 20 triệu đồng. Giá này thì có hơi đắt hơn một chút so với những tháng trước vì lý do là gần Tết nên là giá có tăng lên. Nhưng anh mình vẫn là thích nên là vẫn mua chiếc xe này để về đi chơi Tết. Thì các bạn có thể nhìn thấy một số phụ kiện đang được anh thợ sửa chữa xe lắp đặt vào xe. Mình cũng đã tư vấn và giới thiệu một số những chiếc xe có giá tương đương trên dưới khoảng 20 triệu đồng như Honda Way Alpha hay là Yamaha Sirius và một số chiếc khác nữa. Nhưng anh mình vẫn là thích chiếc xe này vì tuần vừa rồi thì anh có mượn chiếc xe của mình chạy đi làm. Chiếc của mình là chiếc SYM Galaxy SR110cc phiên bản năm 2014 ra đầu tiên. Thì chiếc xe của mình chạy thì đã được gần 4 năm rồi. Nhưng máy vẫn còn rất là tốt, tiếng nổ nghe vẫn rất là êm và xe vẫn còn như mới luôn. Chưa thay bất cứ một phụ kiện gì ngoại trừ đôi lốp và thay dầu máy. Nhưng đây cũng là lý do mà anh ấy thích và kết chiếc xe này. Chiếc xe này về ngoại hình thiết kế thì không khác gì so với chiếc SYM Galaxy SR110 của mình. Chỉ khác là động cơ đã được tăng lên từ 110 lên 115cc đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Và tem xe thì cũng nhìn bắt mắt và đẹp hơn nhiều. Ngày trước thì chiếc của mình ấy, thì tem xe nhìn không được đẹp lắm. Nhưng về mình có thay áo cho em nó bằng chiếc tem của Exciter đời 2015 ấy, nên nhìn rất là ok. Mình quay video này xem bạn nào có nhu cầu một chiếc như em này ấy, thì có thể tham khảo về giá và một số thông tin cần thiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Don't stop. Audio jump.